Thấy có hả bạn nè, đang xem nè. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Mình dẫn lên coi nhiều không nha các bạn. Chà, cũng được các bạn. Cũng khá là nhiều các bạn. Cả chục con hơn các bạn. Các bạn thấy không? Đó, ăn hết bầu luôn các bạn. Chiều mình đặt ra hai cái miếng. Mỗi lợp một con cá phi cũng bự bự nha bạn. Cá phi ba ngón tay ăn hết trơn rồi. Tiếp theo mình tới cái khác nha. Đây mình ăn cái nữa nha bạn. Cái này cũng có bạn. Dở lên nha. Chà, cái này cũng nhiều hơn cái nãy các bạn. Phù đồng đá kìa. Này, ăn xem. Đem hai này vô luôn nha bạn. Nè. Cái này bảy cua mình chịu khó hâm nha bạn. Để mình bắt ra cho. Chào tất cả anh em, hôm nay mình lên cái clip giới thiệu với anh em cái L7 cua bên mình đang cung cấp cho anh em. Thì L7 cua của mình là cái chiều dài nó là 3 tấc 2 ha, chiều rộng cái đường kính nó là 2 tấc rưỡi đó. Mình gửi cho anh em là cái L cua này như thế này, với lại ba cái cây chổi nha anh em đó. Thì mình gửi thì có gửi theo như vậy nha anh em, trọn bộ anh em về chổi ba cây lên là anh em xài. À, ngoài ra cái lờ cua thì mình có thêm bán thêm cái lờ cây mùi hút bắt anh em. Chai này là hút khô nguyên chất hoàn toàn 100% ha, không pha nước ha. Này là mình chỉ chia lại thôi, mình ra ngoài tiệm mình mua sao mình chia lại cho anh em vậy thôi, chứ mình không có kiếm lời vô chai hút này ha. Tại vì nếu một kiếm lời thì mình đã không để cho anh em chai nguyên chất vậy, mình sẽ nửa chai hút thôi, mình pha nửa chai nước nữa, như vậy mới là có lời anh em. Còn về là mình chia lại thôi, không có bán. Chai đó thì vẫn để là 100.000 nha anh em. Chai này vẫn để là 100.000 bình thường, không pha gì hết, không pha tạp. Rồi một cái nữa thì chai này mình cũng giới thiệu luôn là ví dụ mình trộn với cá mình vẫn bẫy được cua nè, ếch nè, lương luôn nha anh em. Với lại cái hút bắt này là mình ăn được luôn nha anh em, mình ướp đồ ăn mình ăn được luôn nha, ướp hệt đồ vẫn ăn được bình thường. Rồi có một thứ nữa là thủ mồi, hũ đựng mồi. Anh em nào mà sợ mấy con cua đầu vô nó ăn hết mồi của mình đi, mấy con cua khác nó không thèm vô nữa, thì mình xài cái hũ mồi này. Là mình bỏ mồi vô hũ này, mình đậy lại. Rồi mình lấy cọng kẽm gì đó, mình hơ lửa nóng nóng lên, mình chọt thiệt là nhiều lỗ xung quanh cái hũ này, đang cho nó cái mùi nó tỏ ra, cái mùi hút bắt, thơm của hút bắt này nó tỏ ra. Con cua nó vô nhưng mà nó không ăn được mồi trong cái hũ nha anh em. Từ đó thì mấy con cua sau nó sẽ vô tiếp. Đó, thì anh em nào cứ cần cái loại nào thì cứ liên hệ mình. Zalo mình là 0936 059 090. Hàng thì mình ship toàn quốc nha anh em. Anh em bấm lên Zalo của mình, anh em nhắn tin trực tiếp vào thì mình sẽ trả lời cho anh em rất là nhanh luôn. Chào tất cả anh em nha.